Rồi, ok, chào anh em đã trở lại với video của mình ha. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái mẫu máy đi thuyền tầm trung ha. Thì ở đây có 16 feet và 10 feet lớn anh em. Thì 16 feet á thì video trước mình đã quay cho anh em rồi đó. Anh em nào muốn tham khảo hoặc là xem chi tiết thì anh em cứ việc vào kênh của mình anh em xem lại những video trước ha. Đó, thì mình mới vừa đăng đây thôi. Đấy, còn bên đây là máy 10 feet lớn anh em. Đấy, máy này thì có anh định là Sóc Trăng anh em. 10 feet lớn chuyên một vạt tầm trung cho anh em, độ sâu thì tầm khoảng trên dưới 3 mét đổ lại anh em. Đấy, anh em đánh bình tầm 70-100 ampere đổ lên ha. Đó, mình sử dụng mạch công suất và mạch băm gài anh em. Đó, thì máy này mình cũng lắp khá là nhiều rồi nhưng mà mình không có thời gian để quay cho anh em tham khảo được. Đó, thì hôm nay thì cũng có hai máy anh em, hai máy 10 feet lớn. Đây, quay cho anh em tham khảo thì nó chạy cái biến áp là E55 nha anh em. Ở đây E55 đứng nha. Chứ, anh em nhìn đó. Phép ở đây mình sử dụng là phép 290-08 anh em. Rồi, con phép khá là lớn luôn nè. Đó, xài mạch đây là mạch băm là C anh em. Cho nên anh em chỉ đánh tốt những dùng nước như là ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn thôi nha. Không đi được nước mặn nha anh em. Đấy. Ở đây mình sử dụng bản băm cách ly hai chế độ nè, tùy theo yêu cầu của anh em thôi. Thì mình vẫn lắp 6 chế độ cho anh em. Nhưng mà đa số máy nhỏ mà, anh em đâu có thả đâu mà cần chi lắp nhiều chế độ anh em. Thì nói vậy nhưng mà mình vẫn làm theo yêu cầu của anh em thôi. Anh em yêu cầu thì bên mình có hai loại mạch lái, đó là hai chế độ và 6 chế độ. Mạch 6 chế độ thì nó có 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh cho anh em ha. Đó, ở đây về mặt trước đây mình đã có ghi đầy đủ cho anh em hết đây. Vạt mát thì tương đương cọc đen là mát anh em, cọc đỏ là vạt. Nút đỏ là chỉnh yếu mạnh, mình có ghi đó, anh em cứ vặn lên là mạnh thôi, khi anh em không để cao quá đâu. Anh em để cao quá thì nó lại chích chìm nữa anh em. Đó, ở đây là băm lì. Đấy, thì một chút nữa mình test đó thì anh em sẽ nhìn thấy được cái chế độ của nó rõ hơn nha. Đó, ở bên đây cò bóp thì anh em cứ dặn hai cò bóp theo vô đây thôi anh em. Máy thì rất là đơn giản rồi, có quạt tản nhiệt, hai cái quạt tản nhiệt cho anh em luôn, có lưới inox bảo vệ đầy đủ ha. Dây nguồn thì hai dây cấp đơn 4 chấm anh em. Đó, kẹp bình anh em thấy khá là cứng cáp luôn. Đấy, thì máy thì bên mình đều bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em hết nha. Đấy, còn đây cò bóp thì mình sẽ tặng theo cò bóp cho anh em như vậy nè. Như vậy anh em cứ việc vặn vô hai cái cọc này thôi. Đấy, để mình vặn test một đoạn cho anh em tham khảo nha. Đấy, còn bên kia là máy 16 feet đó nè, 16 feet cùng là dạng mẫu máy chuyên đánh thuyền cho anh em nè. Anh em đánh độ sâu tầm khoảng cũng khoảng 3 mét đổ lại nè. Ở đây mình cho anh em xem lại những anh em nào mà chưa biết về mẫu này cho anh em tham khảo. Đó, 16 đây là 16 feet nhỏ nha anh em. Đó, anh em thấy con feet nó khác nhau hoàn toàn nha. Con feet này chỉ bằng nửa con feet lớn thôi. Đó, ở đây cũng biến áp E55 nha anh em, nhưng do mình đặt nằm nên anh em thấy nó hơi khác xíu thôi. Đấy, cũng là băm hai chế độ luôn. Đây là máy LC hết anh em. Mình không có làm mẫu IGBT nè. Rồi, ok, mình chắc mình sẽ test một đoạn cho anh em tham khảo nha. Máy móc thì cũng không có gì là phức tạp rồi nè. Mình cũng quay khá là nhiều rồi. Thì ngoài ra bên mình còn cung cấp đầy đủ tất cả các mẫu cho anh em hết nha, từ nhỏ đến lớn. Những máy chuyên đánh bộ cho anh em như là 6 feet, 8 feet, 12 feet, bự hơn thì có 16, 20, 24, 28, 10 feet lớn vậy đó, đầy đủ các mẫu cho anh em hết nha. Thì anh em nào cần tham khảo hoặc là thắc mắc gì đó anh em cứ việc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em ha. Rồi, mình sẽ kẹp bình và kẹp tải test một đoạn cho anh em tham khảo nha. Thì nó chỉ có hai chế độ thôi mà, nó chỉ cũng có là trộn và lì thôi anh em. Thì máy đi thuyền nè, anh em đi hai chế độ thì nó đã rất là hiệu quả rồi. Rồi, mình đang test trên quả pin 60 ampere mình ha. À, nhưng mà ra mình có cả pin nhỏ nha anh em, pin 30 ampere và 45 ampere ha, pin chống nước cho anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu á thì anh em cứ việc báo mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết nha. Đây, lúc nãy mình quên nói đây có công tắc đây nè, là công tắc anh em bật lên mình ghi có ghi số 1 đó là nước ngọt trong anh em. Anh em bật xuống là nước đục, nước phèn ha. Đấy, rồi mình sẽ test cho anh em ha. Đó, anh em nhấp còi cái cho nạp tụ nè. Đấy, đang test ở chế độ đánh lì đây nè, đánh lì thì anh em dặn hết lóc về bên trái nha.
đó, nước đỏ anh em càng dặn lên thì nó càng khỏe thôi nè. Viên em không cần để cao quá đâu, anh em cần để cao quá thì cá nó lại chích chìm á nè, anh em để tầm nào mà cá nó vừa lên thì anh em để ha, chứ không phải để cao quá là tốt đâu nè, cao quá nó ăn bình nhưng mà cá lại lên không đẹp đấy nè. Đó, phép nó lớn này thì anh em đi máy mình rất là mát luôn nè, chứ nó không có nóng nảy gì đâu nè, mình đã sử dụng hai cái quạt lần rồi, nó cũng không có nóng máy của anh em đâu. Rồi thì anh em đi đến chọc á thì anh em dặn hết lóc về bên phải mình luôn nha, anh em cứ dặn hết lóc thôi. Rồi, mình đã canh sẵn cho anh em hết rồi. Rồi thì anh em giảm về thì nó vẫn là chọn thôi, nhưng mà khi anh em chỉnh tầm cao cao xíu anh em đừng chọn thấp á, thấp quá thì nó hơi mỏng nè, đôi khi nó hơi mỏng. Rồi anh em vẫn chỉnh nút mạnh yếu ở đây nha, anh em càng giảm về là mạnh, anh em tăng lên là khỏe rồi. Thì anh em canh tầm nào mà cá vừa lên thôi, mình khuyên anh em đó, đặc biệt anh em chỉnh cá có lên đẹp hay không là ngay chỗ này nè. Anh em chỉnh, nhiều khi anh em chỉnh không hợp nước, không hợp đó, thì nó lại cá nó lên không đẹp thôi anh em. Rồi thì chắc mình sẽ test một đoạn ngắn vậy cho anh em tham khảo thôi. Thì đây là hai chế độ mà nó chỉ có chọn và lì vậy thôi anh em, nó rất là đơn giản luôn ha. Anh em nào không biết chỉnh thì anh em cứ việc gọi điện mình ha, mình sẽ hướng dẫn cho anh em, hoặc là anh em cứ xem video đó, thì tất cả các mạch băm cách ly hai chế độ này bên mình điều chỉnh như nhau thôi anh em, không có khác gì hết đấy. Rồi ok, thì như đầu video mình nói, máy bên mình đều sửa chữa miễn phí cho anh em hết nha, bảo hành trọn đời cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ mình ha, mình sẽ dừng video tại đây. Chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.